Chỉ một ngày sau khi máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ đáp xuống sân bay Tùng Sơn của thành phố Đài Bắc thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã nổi giận lôi đình tập trận nã pháo tầm xa suốt 10 tiếng từ ngày sang đêm. Và đây cũng là lần đầu tiên một lữ đoàn pháo binh Trung Quốc sử dụng pháo tự hành PCL-181 để diễn tập. Không chỉ có chính quyền mà người dân Trung Quốc cũng vô cùng nổi giận trước sự việc này Thậm chí là còn hối thúc chính phủ giữ tuyên bố về lăng ranh đỏ để cảnh cáo Mỹ và Đài Loan Đài Loan chọn cách giữ im lặng trước cơn sóng giận dữ nhưng vẫn lặng lẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa phòng không và hệ thống radar mới thể hiện năng lực quốc phòng chẳng kém ai. Quay lại với vấn đề nguồn gốc của đại dịch, Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Mỹ ngừng điều tra về vấn đề này. Dường như gió Trung Quốc thổi chiều nào thì WHO liền xuôi theo chiều ấy, sau phát biểu của Trung Quốc, đại diện của tổ chức này lên tiếng không thể ép Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc Covid-19. Tại Trung Đông, quốc hội Israel sắp bỏ phiếu về việc thành lập chính phủ mới. Về môi trường, nồng độ CO2 trong khí quyển đang ghi nhận mức cao kỷ lục. Tại Indonesia, ngư dân lo lắng môi trường biển bị hủy hoại do nạn khai thác thiết quá mức. Thụy Sĩ tiến tới trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu. Các thông tin đáng chú ý về động vật, Úc phát hiện ra loài khủng long mới có kích thước lớn nhất thế giới. Tinh tinh đực già nhất ở các vườn thú Bắc Mỹ qua đời ở tuổi 63. Và đây là BNC thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, đây là BNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình với thông tin sự việc vận tải cơ C-17 của không quân Mỹ chở theo phái đoàn gồm 3 thượng nghị sĩ Mỹ đáp xuống thành phố Đài Bắc trên đảo Đài Loan hôm 6 tháng 6 và dừng lại tại đây 3 tiếng đã thu hút sự chỉ trích dữ dội của người dân Trung Quốc. Họ đã chỉ trích mạnh mẽ việc này và hối thúc chính phủ giữ tuyên bố về lằn ranh đỏ. Vào ngày 6 tháng 6, các thượng nghị sĩ Mỹ Tommy Duckworth, Chris Coons cùng Dan Sullivan đã đến Đài Bắc để gặp lãnh đạo Thái Anh Văn và cam kết tặng hòn đảo 750.000 liều vaccine COVID-19 để hòn đảo chiến đấu với đại dịch. Truyền thông Đài Loan đưa tin đây là lần đầu tiên vận tải cơ C-17 hạ cánh xuống hòn đảo từ năm 1995. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đại lục phản ứng tương đối thận trọng. Truyền thông Trung Quốc bao gồm Xinhua không đưa tin về chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Mỹ, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề đại Đài Loan chưa bình luận về thông tin. Điều này khiến nhiều người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo và bày tỏ quan điểm của Bắc Kinh rằng đảo Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất của nước này. Bình luận được yêu thích nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo đó là lằn ranh đỏ của chúng ta không còn là lằn ranh đỏ. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, làm sao người nước ngoài chịu coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc? Giới chuyên gia nhận định phản ứng của dân Trung Quốc đặt ra thách thức cho chính phủ nước này trong duy trì thế cân bằng. Sau nhiều năm, Bắc Kinh chỉ trích dữ dội và tăng cường các hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan để ngăn Washington và Đài Bắc xích lại gần nhau. Trong bối cảnh đó mới đây, thì hình ảnh của một tàu đổ bộ của Đài Loan được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn Sea Auris mới và radar mảng pha sản xuất trong nước đã được đăng tải trên mạng, tiết lộ những tiến bộ mới nhất trong nền quốc phòng của hòn đảo này. Trong ảnh là tàu đổ bộ lớp LST-542, tàu Cao đang tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa và radar. Bệ phóng tên lửa được đặt ở đuôi tàu, trong khi radar có thể được nhìn thấy trên bon tàu. Theo Navy Recognition, Sea được thiết kế bởi Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung San, lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2015 tại triển lãm Công nghệ Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Đài Bắc. Về cơ bản, đây có thể được gọi là phiên bản Đài Loan của hệ thống tên lửa khung gầm RIM-116 của Mỹ và sử dụng tên lửa không đối không Sky 1. Skyward-1 hiện đang được biên chế trong phi đội itf của không quân và hệ thống tên lửa đất đối không Antelope của lục quân. Cả SeaOryx và hệ thống radar mạng pha sẽ được triển khai trên các tàu hải quân Đài Loan trong tương lai. Cũng tại Đài Loan, trong tháng 5 năm 2021, bất chấp Covid-19 hoành hành, xuất khẩu của Đài Loan vẫn tăng mạnh, đạt con số hơn 37 tỷ đô la, nhiều hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp xuất khẩu của hòn đảo tăng trưởng. Các mặt hàng tăng trưởng chính của Đài Loan bao gồm chất bán dẫn chip phục vụ cho thị trường 5G với các sản phẩm công nghệ cao. Thì phần này, nền kinh tế thế giới vẫn đang có nhu cầu rất lớn. Bộ Thương mại Đài Loan cho biết nếu làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong nội bộ không diễn ra hoặc sớm được khống chế có thể xuất khẩu trong quý 2 của hòn đảo, sẽ đạt 100 tỷ đô la trong tháng 5 xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc đại lục. Đối tác thương mại lớn nhất giảm tới 29,5%, chỉ còn 15,69 tỷ đô la. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ lại tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tháng 6, nay các chuyên gia dự đoán xuất khẩu của Đài Loan sẽ giảm khoảng 27 đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổng thể theo các chuyên gia, trong năm 2021 kinh tế Đài Loan sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Liên quan đến tranh cãi gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, mới đây thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Mỹ không nên tiếp tục vu khống nước này về vấn đề nguồn gốc của virus chết người và yêu cầu chấm dứt điều tra về vấn đề này. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Trung Quốc không minh bạch, không phối hợp trong cuộc điều tra và cam kết rằng sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ôn Văn Bân tái khẳng định rằng Trung Quốc đã và đang hợp tác với các chuyên gia quốc tế về nghiên cứu truy xuất nguồn gốc một cách dựa trên cơ sở khoa học và báo cáo về nghiên cứu này là có thẩm quyền. <laughs> Tuy tìm nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học trên toàn thế giới phối hợp nghiên cứu chứ không nên chính trị hóa. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra kết luận rõ ràng về việc này. Trung Quốc đã hai lần mời các chuyên gia của WHO vào cuộc để xác định nguồn gốc của đại dịch. Ông Ung nói thêm, WHO đã công bố báo cáo của nghiên cứu chung giữa tổ chức này và chính phủ Trung Quốc về nguồn gốc của đại dịch vào tháng 3. Báo cáo này được biên soạn theo quy trình của WHO và theo các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học. Đó là một báo cáo khoa học và có thẩm quyền. Với cơ sở đó, ông Ung tố cáo Mỹ lại đang chơi trò lừa, vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD giữa tâm bão của tranh cãi về nguồn gốc đại dịch mới đây who lại tiếp tục châm một mồi lửa cho mỹ trung đấu khẩu trong một cuộc họp báo khi được phóng viên hỏi who sẽ làm cách nào để ép buộc trung quốc cởi mở hơn về nguồn gốc đại dịch ông mike ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng tổ chức này không thể ép buộc trung quốc tiết lộ thêm thông tin về vấn đề trên Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO tuyên bố, cơ quan này sẽ đề xuất nghiên cứu cần thiết để đưa sự hiểu biết về nguồn gốc COVID-19 lên cấp độ kế tiếp. Theo Reuters, hiện nay có một số giả thuyết về nguồn gốc đại dịch COVID-19, như virus lây từ động vật có thể là rơi sang người hoặc virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các thành viên trong nhóm chuyên gia WHO tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19 đầu năm nay cho biết họ không được tiếp cận toàn bộ dữ liệu. Điều này đã gây ra cuộc tranh luận liên tục về sự minh bạch của Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, Mỹ đã kêu gọi WHO mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19, trong đó các chuyên gia độc lập được trao quyền tiếp cận đầy đủ với các mẫu và dữ liệu gốc ở Trung Quốc. Còn tại khu vực Trung Đông, Quốc hội Israel mới đây cũng đã cho biết cơ quan này sẽ bỏ phiếu về việc thành lập chính phủ mới vào Chủ nhật tuần tới ngày 13 tháng 6. Nếu mọi chuyện thuận lợi, dự kiến chính phủ mới sẽ chính thức đi vào hoạt động, chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Lãnh đạo đảng Trung tả đối lập Jair Lapid viết trên rằng quá trình xem xét của Quốc hội đang diễn ra khi đề cập tới thông báo của cơ quan này về phiên họp đặc biệt ngày 13 tháng 6. Như mọi chuyện diễn biến gần đây, liên minh gồm đảng cánh tả, cánh hữu, trung hữu và cả đảng của người Ả Rập dự kiến sẽ chiếm đa số trong 120 ghế của Quốc hội. Nếu được thông qua, chính phủ mới có thể tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó và chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Nathalie Benes là thành tân thủ tướng. Thời gian hiện tại đang cạn dần với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên của đảng cánh hữu ly kịch của ông nói rằng họ sẽ chiến đấu tới cùng để ngăn cuộc bỏ phiếu diễn ra thành công. Tuy nhiên, những nỗ lực đến nay vẫn chưa có kết quả. Được biết có thể trong chính phủ mới của Israel, ông Benes sẽ là thủ tướng, ông Shalapis sẽ là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính, ông Jan sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc của bộ trưởng quốc phòng tại mỹ vừa qua chính quyền tổng thống joe biden đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để chống lại các nhóm buôn người và buôn lậu hoạt động ở các quốc gia tam giác phương bắc và mexico bộ tư pháp mỹ cho biết rằng lực lượng đặc nhiệm mới này được gọi là lực lượng đặc nhiệm chung alpha Lực lượng đặc nhiệm ba chính phủ của Thủ tướng Joe Biden vừa mới thành lập sẽ bao gồm các công tố viên liên bang hợp tác với các quan chức làm việc cho Bộ An ninh Nội địa DHS để triệt phá và truy tố các mạng lưới buôn người và buôn lậu hoạt động liên quan đến các quốc gia El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland viết trong một bản ghi nhớ, các mạng lưới buôn lậu và buôn người xuyên quốc gia là mối đe dọa tội phạm nghiêm trọng. Các mạng lưới này không chỉ tìm cách kiếm lợi từ việc bóc lột người di cư, mà còn thường xuyên gây ra các vụ bạo lực, thương tích và thậm chí tử vong. Ông Garland cũng nhấn mạnh, lực lượng đặc nhiệm chung sẽ điều tra và truy tố những kẻ buôn lậu và buôn người vào Mỹ, đặc biệt tập trung vào những cá nhân và mạng lưới lạm dụng, lợi dụng hoặc gây nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia hoặc có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Dạ. giới chức Mỹ sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài ở Tam Giác phương Bắc và Mexico để điều tra và truy tố các nhóm buôn người và buôn lậu ngoài các cuộc điều tra ở Mỹ. Phát biểu với các phóng viên tại Guatemala trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris cho biết chính quyền của Tổng thống Biden cũng sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng, thúc đẩy sáng kiến trao quyền cho phụ nữ trẻ, đầu tư vào nhà ở giá cả phải chăng, các hoạt động hợp tác, hỗ trợ với doanh nghiệp, nông nghiệp và doanh nhân ở Guatemala. Theo thông tin của nhà trắng, các khoản đầu tư trên sẽ có tổng trị giá 48 triệu đô la Mỹ trong vòng 4 năm. Chuyển sang một số tin tức về môi trường thưa quý vị, theo hai phân tích riêng biệt từ Viện Hải dương học Scripps và cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia của Mỹ, nồng độ CO2 trong không khí trung bình đạt 419 phần triệu trong tháng 5, cũng là mức cao nhất hàng năm. Chỉ số này cao hơn ở mức là 417 phần triệu được ghi nhận cùng kỳ năm 2020. Thông tin nồng độ CO2 trong khí quyển đang cao kỷ lục được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 chuẩn bị họp nhóm tại Anh trong tuần này nhằm thảo luận về các biện pháp đẩy mạnh những nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Theo New York Times, lượng khí thải toàn cầu tạm thời giảm vào năm 2020 do nhiều quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA thông báo, thế giới năm 2020 thải ra lượng khí CO2 ít hơn 5,8% so với năm trước, cũng là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận trong một năm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này hầu như không tạo ra khác biệt so với tổng lượng CO2 tự tụ trong bầu khí quyển của trái đất. Tính chung, các hoạt động của con người vẫn thải ra hơn 31 tỷ tấn CO2 trong năm 2020. Nửa lượng khí này được cây cối và đại dương đất khắp thế giới hấp thụ, nhưng phần còn lại nằm trong khí quyển và có thể tồn tại hàng nghìn năm, khiến trái đất ấm lên dần do tác động của hiệu ứng nhà kính. Các nhà khoa học đến từ Viện Hải Dương học Scripps ước tính, thế giới cần giảm lượng khí thải từ 20-30% đến trong ít nhất 6 tháng mới có thể khiến tốc độ gia tăng CO2 trong khí quyển chậm lại đáng kể. Thưa quý vị, Palm Jumeirah là một đảo nhân tạo lớn nhất thế giới được xây dựng 20 năm trước ở Dubai và là biểu tượng của tiểu vương quốc này. Một trong những sự thật thú vị nhất về kỹ thuật xây dựng đảo nhân tạo Palm Jumeirah là chỉ hoàn toàn sử dụng cát và đá, không có thép và bê tông. Điều này được thực hiện theo cam kết của tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, người đã đưa ra ý tưởng xây đảo cây cọ này. Sau 20 năm thì hòn đảo đặc biệt này trông sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Từ năm 2001, việc nào vét và đặt móng cho đảo Palm đã bắt đầu ở tiểu vương quốc Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Sáu năm sau, những cư dân đầu tiên của hòn đảo đã chuyển đến sinh sống. Sau đó, tàu và xà lan bắt đầu xây dựng hệ thống định vị toàn cầu GPS được đưa vào không gian ở độ cao khoảng 676 km để định vị chính xác hình dạng của đảo Palm. Hòn đảo giống như một cây cọ cách điệu, hình thành từ cát được nạo vét ở đáy Vịnh Ba Tư. Ngoài ra, 7 triệu tấn đá đã được khai thác từ dãy núi Hai Cha và được vận chuyển để xây đảo. Cơ sở hạ tầng cơ bản đã được hoàn thành vào năm 2004 và hòn đảo được mở cửa xây dựng vào năm 2006. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2008, lễ khánh thành dự án đã được tổ chức trong khu nghỉ dưỡng Atlantis, khu nghỉ dưỡng lớn trị giá 1,5 tỷ USD với 1.539 phòng là khu nghỉ mát đầu tiên mở cửa trên đảo Palm Jumeirah. Đảo Palm Jumeirah dài 5 km, gồm một thân cây, 16 nhánh lá cọ, với phần bao quanh bên ngoài hình trăng khuyết, gần 17 km tạo thành đê chắn sóng. Ngoài ra, còn có tuyến tàu điện một làn nối Palm Jumeirah với đường bờ biển của Dubai. Tuyến tàu điện này vận chuyển hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày. Palm Jumeirah thu hút người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Cầu thủ bóng đá Anh David Beckham sở hữu một biệt thự ở Palm Jumeirah. Siêu sao Polygut Shakukan cũng có một biệt thự 6 phòng ngủ ở Palm Jumeirah. Và hòn đảo này là điểm lưu trú yêu thích của ông. Nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của đảo Pakha của Indonesia thì rất nhiều cầu phao bằng gỗ được xây dựng thô sơ nằm ngoài khơi bờ biển, được trang bị để nạo vét đáy biển nhằm tìm kiếm các mỏ quặng thiết béo bở. Indonesia là nước xuất khẩu thiết lớn nhất thế giới, kim loại này được sử dụng trong mọi thứ từ bao bì thực phẩm đến đồ điện tử và bây giờ là công nghệ xanh. Tuy nhiên, thì các mỏ ở trung tâm khai thác Banka Belitung đã bị khai thác nhiều trên đất liền. Vì vậy mà các thợ mỏ đang chuyển hướng ra biển gần các đảo ngoài khơi bờ biển phía đông nam của đảo Sumatra, một động thái mà người dân địa phương cho rằng đang đe dọa sinh kế của họ và thậm chí đang hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Người dân ở Indonesia tên là Muli ono, 49 tuổi, cho biết tác động đối với môi trường biển của hoạt động khai thác thiết quá mất là không thể tin được, họ từng kiếm được ít nhất 10kg hải sản mỗi ngày, giờ đây chỉ còn 2kg, và đôi khi là không khai thác được gì. Người ngư dân này nói thêm, họ và các thợ mỏ ở đây không mấy ưa nhau, người dân hiểu được thợ mỏ cũng đang chiến đấu vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, nhưng những hành động của họ đối với môi trường là hoàn toàn sai. Mỗi chiếc phao do 3 đến 4 thợ mỏ điều khiển, sử dụng một đường ống dài hơn 20 mét để hút cát từ đáy biển. Sau đó nó được sử dụng để bẫy các đen lấp lánh của quặng thiết. Một thợ mỏ 51 tuổi cho biết, ngày càng khó khai thác thiết trên đất liền, vì vậy họ phải khai thác ở biển. Các nhà chức trách đã tăng cường quản lý ngành công nghiệp này vì các hoạt động khai thác dọc theo bờ biển đã gây ra thiệt hại cho rừng ngập mặn. Vào ngày 13 tháng 6 tới đây, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để thông qua lệnh cấm sử dụng thuốc trừ sâu. Nguyên nhân là do đối với nhiều người dân nước này, họ cho rằng các sản phẩm nhân tạo gây ra những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và làm giảm đa dạng sinh học. Nếu được thông qua, Thụy Sĩ sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên có luật này. Hiện nay trên cả thế giới chỉ có Bhutan, quốc gia Nam Á áp dụng lệnh cấm hoàn toàn thuốc trừ sâu tổng hợp. Những người ủng hộ lệnh cấm thuốc trừ sâu ở thị Sĩ cho biết các sản phẩm nhân tạo gây ra những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng và làm giảm đa dạng sinh học. Phản biện về nhận định này, một số nhà sản xuất cho biết thuốc trừ sâu của họ đã được kiểm tra và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, có thể được sử dụng một cách an toàn và năng suất cây trồng có thể bị sụt giảm nếu không có các sản phẩm này. Trong một thông tin có liên quan, một sáng kiến khác cũng có thể sẽ được đưa ra bình chọn cùng ngày nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước và thực phẩm của thị sĩ bằng cách ngưng trợ cấp trực tiếp cho những người nông dân có sử dụng thuốc trừ sâu và kháng sinh nhân tạo trong chăn nuôi. Hiện thị sĩ đang chứng kiến hai luồng ý kiến trái chiều về các sáng kiến trong bối cảnh các cuộc bỏ phiếu đã cân kề, một cuộc thăm dò cử tri được thực hiện gần đây. 48% cử tri ủng hộ sáng kiến về nước uống và 49% ủng hộ lệnh cấm thuốc trừ sâu. Theo Reuters, thì chính phủ Israel đang lên kế hoạch đóng cửa một khu công nghiệp lớn ở thành phố ven biển Haifa, mà theo các quan chức y tế cho rằng trong nhiều năm vừa qua, sự tồn tại của nó đã gây nguy hiểm cho môi trường. Theo vào đó, chính phủ quốc gia Trung Đông này sẽ biến nó thành một trung tâm thương mại kết hợp với khu dân cư thân thiện với môi trường. Chính phủ Israel đang lên kế hoạch đóng cửa một khu công nghiệp lớn ở thành phố ven biển Haifa để loại bỏ dân dân một số nhà máy cung cấp nhiên liệu chính của đất nước trong vòng một thập kỷ qua, Động thái này đã được đề xuất vào thứ Hai ngày 7 tháng 6 bởi một hội đồng liên bộ để chính phủ phê duyệt. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước, Israel sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu và cần phải tăng cường khả năng lưu trữ các nguyên liệu thiết yếu bộ trưởng môi trường của nước này tỏ ra rất hoan nghênh quyết định này nói rằng đây là tin vui đối với tương lai của haifa trái lại liên đoàn lao động tại oil refineries tập đoàn lập hóa dầu lớn nhất của israel đã bác bỏ đề xuất này liên đoàn này cho biết nếu chuyện này xảy ra hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều Hai pha thành phố lớn thứ ba của Israel, nhô ra khỏi đường bờ biển vào phía đông Địa Trung Hải, các vùng lân cận trải dài dọc theo sườn núi Kameel và đổ xuống vịnh đã phát triển trong thế kỷ qua, trở thành ngã tư cho thương mại và công nghiệp. Theo số liệu chính thức, thành phố này có mức độ ô nhiễm không khí cao và người dân phải chịu tỷ lệ các vấn đề sức khỏe tương đối nghiêm trọng. Người yêu thích tranh nghệ thuật đặc biệt là các tác phẩm của họa sĩ Vincent Van Gogh thì có cơ hội được chiêm ngưỡng tuyệt tác của danh họa dưới hình thức thể hiện mới mẻ tại thành phố New York của Mỹ. Xem tranh thông qua những màn hình khổ lớn thưa quý vị. Từng lớp cọ màu lần lượt được tái hiện giúp cho người xem quan sát cận cảnh từng chi tiết, đường nét trong tranh đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm số độc vị hấp dẫn. Theo ban tổ chức triển lãm thì sự kết hợp hài hòa giữa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh có thể chạm tới trái tim của mọi khách tham quan. Thông qua đó khách thưởng lãm có thể biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Van Gogh qua từng tác phẩm triển lãm tranh số Van Gogh cũng hy vọng các tác phẩm này sẽ góp phần giúp cho người dân New York quay trở lại với nhịp sống thường nhật sau khi nước Mỹ mở cửa hậu đại dịch Covid-19. Tại Trung Quốc thì trong bối cảnh việc bán nông sản ở nước này đang gặp khó khăn, những người phụ nữ nông thôn ở nước này đã nảy ra một ý tưởng là quay video trình diễn thời trang để chào bán các sản phẩm của mình. Video đầy sáng tạo này đã gây sốt mạng xã hội trong thời gian gần đây và khiến cho nhiều người dùng thích thú và khen ngợi ý tưởng hài hước và dễ thương này. Theo sau China Morning Post, video về buổi trình diễn thời trang đặc biệt tại một ngôi làng ở huyện Thần Khê, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, do một người phụ nữ đăng tải trên nền tảng Douyin đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội thích thú. Trong video, bốn người mẫu nông dân sải bước trên con đường đất trong những bộ trang phục được thiết kế từ lá cây. Trên tay cầm những giỏ rau củ quả do chính họ gieo trồng, hãy chào mừng những bông hoa rực rỡ của làng chúng tôi bước ra từ sân khấu. Một người phụ nữ đi đầu cầm một giỏ rau củ nói. Người phụ nữ đi về phía máy quay, mang theo nông sản mới thu hoạch như hàng chục quả cà, bầu, bí và dưa chuột. Trước khi xếp thành một hàng, họ dường như đã học theo một số phong cách trình diễn của người mẫu, như biểu cảm nét mặt lạnh lùng, không nhìn thẳng vào ống kính và hơi lắc đầu khi đến gần máy quay. Một trong số họ sử dụng hình ảnh biểu tượng của nông dân Trung Quốc bằng cách đội mũ rơm gánh hai chiếc giỏ tre. Đoạn video dài một phút là nỗ lực của nhóm phụ nữ nhằm thúc đẩy việc bán nông sản. Trên Doa những phụ nữ này đã được khen ngợi là đáng yêu, thậm chí nói đùa rằng các sự kiện thời trang nổi tiếng nhất thế giới nên dè chân những người mẫu nông dân này. Chuyển sang một số tin tức về động vật đáng chú ý thưa quý vị, mới đây thì theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí BJ, các nhà cổ sinh vật học ở Úc thông báo đã xác định hóa thạch của một loài khủng long được phát hiện tại một vùng hẻo lánh của nước này là một loài mới và là một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Australolitan thuộc họ Titanosaur, một họ khủng long ăn cỏ có đầu nhỏ và thân hình lớn, tồn tại cách đây khoảng 100 triệu năm. Được mình danh là người khổng lồ phương Nam, Australolitan được cho là loài khủng long lớn nhất của Úc với chiều cao từ 5 đến 6,5 m và dài 20 đến 30 m. Chúng tôi phát hiện ra rằng Australolitan là loài lớn nhất Tiếp theo là Winter Notitan với hông to và chân dài. Trong khi hai loài khủng long chân thằng lằn nhỏ hơn, Diamantinasaurus và uh, Savanasaurus có tổng vóc thấp hơn và nặng nề. Nhóm nghiên cứu bảo tàng Winsland và bảo tàng điện tử tự nhiên, Aeromanga đã sử dụng công nghệ 3D để tạo ra bản quét mô hình bộ xương của Australolithan, sau đó so sánh xương của nó với những người họ hàng gần nhất. Và kết quả cho thấy, Australolithan có quan hệ mật thiết với ba loài khủng long chân thằng lằn khác từng sinh sống trong kỷ phấn trắng. Nhà cổ sinh vật Nô cũng cho biết, nhiều bộ xương khủng long khác cũng được phát hiện tại cùng khu vực và nhóm nghiên cứu cần tiếp tục làm việc bởi những khám phá trên chỉ là phần nổi của tảng băng chim. Theo truyền thông địa phương, nhiều loài chim đã buộc phải di cư khỏi miền đông Thổ Nhĩ Kỳ khi các hồ nước tại đây dần trở nên cạn kiệt bởi nạn hạn hán và các hiện tượng ấm lên toàn cầu hệ thống hồ ở miền đông thổ nhĩ kỳ nơi sinh sống của hàng chục loài chim đang dần cạn kiệt nước và trở nên cằn cỗi đây là nơi chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu hạn hán phát thải từ hiệu ứng nhà kính hiện tượng đàn chim thuộc nhiều loại khác nhau buộc phải di cư do môi trường sống của chúng bị đe dọa nghiêm trọng người dân trong khu vực nói rằng những hồ ở đây từng là nơi cư trú của hàng ngàn loài chim tạo nên những tuyệt tác thiên nhiên mà nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới phải tìm đến làm cảm hứng sáng tác nhưng bây giờ không còn nữa, chẳng còn gì ngoài vùng đất khô cằn, đầy vẻ chết chóc. Theo Reuters, thì tại Trung Quốc, một đàn voi 15 con bắt đầu rời khu bảo tồn thiên nhiên ở khu tự trị Tây sông Bản Nạp cách đây hơn một năm và đã di chuyển được một quãng đường là 500 km. Lộ trình này chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Tuy nhiên, trong điểm dừng chân mới nhất, người ta ghi lại được cảnh đàn voi đang nằm ngủ say sưa trong một khu rừng ở thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, phía tây nam của Trung Quốc. Một đàn voi châu Á hoang dã nằm nghỉ ngơi tại một khu rừng địa phương ở thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam phía Tây Nam Trung Quốc. Theo một nhân viên theo dõi đàn voi của đội cứu hộ rừng Vân Nam, đàn voi được phát hiện bắt đầu nghỉ ngơi vào khoảng 7 giờ sáng ngày thứ hai. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tất cả những con voi trong đàn nằm ngủ cùng nhau trong 12 ngày, kể từ khi họ bắt đầu theo dõi hành trình của chúng. Trước đó chỉ có 3-4 con voi ngủ, trong khi 3-4 con voi khác đứng canh gác gần đó. Để không đánh thức chúng hoặc làm phiền chúng, nhóm giám sát sẽ điều chỉnh máy bay không người lái trên độ cao tối đa, cách đằng 350m mỗi khi chúng nghỉ ngơi. Theo các chuyên gia, voi thường không thể nằm lâu do trọng lượng quá nặng. Những con voi này đã đi khoảng 500km từ rừng của chúng trước khi đến Cung Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam vào đêm thứ Tư. Sau khi đàn voi chạy ra khỏi khu bảo tồn, chính quyền địa phương đã bắt đầu kế hoạch giám sát 24 trên 24, huy động khoảng 410 người và 120 phương tiện, bay 14 máy bay khung người lái để theo dõi và hộ tống đàn cũng như đảm bảo an toàn cho những con voi này. Chính quyền địa phương cũng đã cho những con voi này ăn 2 tấn thức ăn, đồng thời sơ tán người dân và phương tiện đi lại để dọn đường cho đàn voi trên đường đi và châu Á đang được bảo vệ ở mức cao nhất ở Trung Quốc. Nhờ tăng cường công tác bảo vệ, đàn voi hoang dã trên địa bàn tỉnh Vân Nam đã tăng lên khoảng 300 con, tăng từ 193 con vào những năm 1980. Thưa quý vị, mới đây thì copy con tinh tinh đực được công nhận là sống thọ nhất trong các vườn thú ở Bắc Mỹ đã qua đời ở tuổi 63 tại sở thú ở San Francisco. Trong thông cáo báo chí thì sở thú cho biết nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên trước khi chết thì con vật đã bị ốm, các nhân viên tin rằng tuổi già chính là yếu tố chính. Tinh tinh copy là một phần không thể thiếu trong quần thể tinh tinh tại sở thú, con vật giống như anh cả trong nhóm. Theo ông Tania Patterson, giám đốc điều hành của Hiệp hội Động vật San Francisco cho biết, copy là một phần của San Francisco. Con vật này đã chạm đến rất nhiều mảnh đời và mọi người có rất nhiều kỷ niệm với nó. Không gì có thể thay thế copy và trái tim của chúng tôi đang tan vỡ. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bộ râu bạc điển trai của copy khi nó trèo lên chỗ cao nhất trong khoảng sân tại sở thú và nhìn chúng tôi từ trên cao. Chú Tinh Tinh vốn được nuôi để diễn xiết trước khi gia nhập sở thú San Francisco vào khoảng giữa thập niên 1960. Copy từng được một nhà làm phim người Úc đưa vào phim tài liệu mang tên Copies Hoppies dành cho trẻ em vào đầu thập niên 1960. Công ty thực hiện chương trình đã ngừng quay vào năm 1964 và tặng lại copy cho sở thú. Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế liệt tinh tinh là loài có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn, mất môi trường sống và dịch bệnh. Chúng được coi là một trong những loài linh trưởng có nguy cơ bị đe dọa cao nhất ở châu Phi. Tuổi thọ trung bình của 100.000 đến 200.000 con tinh tinh trong tự nhiên là 33 năm. Với sự chăm sóc của con người, tuổi thọ của chúng rơi vào khoảng từ 50 đến 60 tuổi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!